khỏe khỏe sao chống gậy. Ồ, mà không có đi đi sưởng tán Bà ba nay nhiêu tuổi rồi? vẫn khỏe đó. Bà ba nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Bà ba nay nhiêu tuổi rồi? 93 rồi, sắp 94 rồi. 94 rồi, sống hơn hơn trăm tuổi được rồi. Sống nhiều quá còn sao cực khổ chứ làm gì có. Bà ăn rồi nằm võng này rồi bánh gà chứ cũng không có đứng đi đi được nữa nha. Đó. Rồi che cái này rồi cho gió vô đừng có nắng nữa. Cho nó hả? Trời dài là chừng nào khổ luôn chừng nấy luôn. Ăn uống đồ này kia kia nọ là con cháu phải. Ấy. Mà Ba tại cái số thì con người mà sống lâu quá ha là cũng ông trời cũng định chứ còn đâu có ai định được. Nay chú Sáu cũng con cho ông cố cũng ngoài cái nhà mới á với trong này ngồi chơi Mấy lâu mâm, mà mấy mâm? hả Cũng mấy mâm. ba mâm mà sao bà biểu thôi làm đơn giản con cháu gì cho ăn rồi uống rồi rồi trong này mâm ở ngoài hai mâm à. Rồi. Cũng có đất thôi cũng nhiều quá hả? Mệt Đây hả? có cháu cúng cũng như là nhà làm rồi là cúng ông bà cũng như mình trình diễn với ông bà con cháu tới chơi vậy. Bà ba qua bên đó ở hả? Hả Bà ba qua bên đó ở hả? bà đây chứ không có ở không có bỏ nhà này bị nhà cũ cụ ông cố từ giờ đó tối giờ bà ngủ ở nhà dưới kia biểu nói vậy biểu bà dời lên ta tao nói thôi tao nằm đây đi không có dời lên chi còn mày về ngoài đó giờ máu ở ngoài đó đi rồi trời sớm mai trưa hay chiều gì đó bà nội ra chơi cho bố không có ngủ ngoài đường Ok. già tả được con Ở ơi đâu quen đó rồi phải không? mày là ai Hả? Không mày là ai không nhận cho con à? hả Không biết con hả? quên rồi bà vợ bà quên hết con Biết cái anh sửa đó không? Biết biết cái anh đó không? Anh đang làm đâu á? thằng trai vậy á À, biết không? con của chú Năm À, năm giàu. Năm dễ À, vậy hả? thì nó bị học cái ngày đó nay cũng ba 2-3 năm rồi nay cũng là thuộc rồi để ai có hư ha đó nói sửa đó À, hư rồi, cứ đi sửa sửa điện hả? Giờ vô làm cái gì vậy? không biết nó làm gì vậy không Dạ, để con vô con coi thử cái hen, phải làm gì hen. ơi con như lúc đó vậy. Mình tắt đi mình vô mình gỡ cái phụ lên bao cái dạ. Ồ, tủ lạnh mới quá. Gỡ cái gì? Gỡ cái truyền hình thôi, đừng có gỡ cái Hạ xuống mới ấy nó được mát lên 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 giả chặt tay đây là thiệp mừng thọ 90 tuổi của bà ba còn cái đồng hồ này bước vào mỏ tài sản của người khác rồi đấy. nè. Cái đồng hồ này tỷ giá là vô giá luôn chứ không có gì nữa bánh đó không. Tắt máy gốc ơi, lại đây bởi nhẹ. Đây là cái tủ cổ của bà ba tủ hồi xưa rồi. Bộ đi quân này, bộ dáng này ngựa này cũng được ạ. Trụ này đó nè, cái trụ thứ dữ của cột. Cột này bao nhiêu năm rồi ông anh? Trăm năm hả? Wow, nhiều quá. Hơn trăm chứ, trăm năm gì? Đồ cổ không? Có đồ xưa không? Ví dụ như cái áo của bà ba vậy, cũng là đồ cổ không? À, cái áo của bà ba mặc là 93 năm. Bà ba cũng chín mấy năm rồi cũng cổ rồi.
Ở bên đó là nhà mới, cổ phong mới cắt xong. Tấn, cậu đang làm gà giả cày hay gì Thông Phước à? Đây, đó nhà của cậu Phong. Mới cắt xong luôn. Ốp đá bò cương rồi ha. Wow, nhà đẹp. To lạnh. Mấy cái tủ hồi xưa đẹp quá. Đây là cái nón, nón của ông bà. Chiếc gậy Trường Sơn. Ghế hiệu luôn rồi. Hai phòng. Cậu kêu lên khuyên phụ mấy tủ lạnh. Chiếc khiên truyền hình vào qua đây hả? Mới tháo xong á.